Không có đất lúa thì là cái mùa vụ trước là người ta sẽ trồng ngô á mọi người. Thì bây giờ cũng đến cái thời điểm thu hoạch ngô rồi mọi người. Người ta thì thu hoạch hết rồi mọi người, còn mỗi nhà Sơn thì vẫn chưa thu hoạch ngô. Hôm nay thì ra đồng cũng lâu lắm rồi nhá. Lâu lắm rồi Sơn mới ra đồng quay clip cho mọi người xem. Hôm nay thì Sơn sẽ đi một vòng quanh đám ruộng này cho mọi người xem cái cảnh đám ruộng ở quê Sơn này là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Sơn sẽ đi tỉa một số bắp ngô của ruộng nhà Sơn nha, rồi về mình cùng nhau mình thử làm cái món ngô luộc với ngô nướng nha, ngô nướng cay ấy mọi người. Thì hầu như là những ai mà con nhà nông á thì xuất phát từ con nhà nông giống như Sơn này thì đều sẽ biết được cái cảm giác mà trồng ngô, thu hoạch ngô hay là làm bất cứ thứ gì ngoài đồng đều biết hết đó mọi người. Nhưng mà không phải tất cả ai cũng biết, những người mà ở thành phố á, thì người ta sẽ không bao giờ hiểu cảm giác này đâu mọi người. Người ta sẽ chỉ biết được cái cảm giác là khi mình mua bắp ngô về mình ăn thôi thì nó sẽ như nào, chứ quy trình để làm ra một cây ngô, bắp ngô như nào thì người ta hoàn toàn không thể nào biết được nha. Hôm nay thì Sơn sẽ dẫn tất cả mọi người đi ra cái đám ngô của nhà Sơn rồi cùng nhau mình hái một ít ngô nha, rồi về mình nha. Chắc Sơn ăn á cho nên Sơn bẻ một ít thôi nha. Bây giờ thì bóc vỏ, lột vỏ đi rồi mình đưa mình rửa rồi mình sẽ luộc một nửa nữa thì mình sẽ nướng nha. Để mà luộc á thì mọi người không lột hết vỏ nha, lột lại trừ lại một lớp vỏ mỏng mỏng nữa thì luộc ngô nó mới ngọt. Còn khi mà mình nướng á, thì mình sẽ lột hết rồi mình phết tương ớt để mình nướng nha. Bây giờ thì mình bóc vỏ chỗ này cái. Sơn này bây giờ thì đi nhóm bếp thôi. Một lát nữa thì mình sẽ bắc cái số ngô này lên luộc và kèm cái số ngô này nướng nha. Sơn thì rất là thích ăn cay nên Sơn sẽ phết thật là nhiều tương ớt nha mọi người. Chín thì hy vọng cái này nó cũng vừa chín tới luôn này. Một lát nữa thì Sơn sẽ bếp tương ớt nó cháy mọi người, nó cháy cái vị của Sơn rồi.
cháy. Ngồi lo mai nói chuyện thì nó cháy mất một góc rồi mọi người. Đây này. Lửa cái này thì Sơn sẽ phải ngồi thật ngồi đây canh canh liên tục luôn, không cái vì nó cháy mọi người. Từ hôm làm clip đến giờ thì hỏng rất là nhiều cái vì tự hỏng rất là nhiều cái vì tự chế như này rồi. Bây giờ thì Sơn sẽ ngồi đây Sơn trong nồi ngồi. Sơn vừa phết tương lên rồi nha. Để một lát nữa thì nó sẽ chín đấy mọi người. Còn cái nồi ngô luộc thì nó sôi rồi này mọi người, sắp chín rồi đó. Hy vọng là một lát nữa thì cả hai cái này sẽ chín cùng nhau một lúc nha. Bây giờ thì Sơn sẽ tắt máy quay, để một lát nữa xong thì Sơn sẽ mời tất cả mọi người luôn nha. Mọi người nhìn xem nó sôi kìa. Còn cái ba bắp ngô nướng này thì một lát nữa mình cũng sẽ trình bày ra dĩa rồi mời tất cả mọi người luôn nha. Đây là cái cách luộc ngô mà mẹ Sơn bày cho Sơn từ hồi xưa mọi người. Hồi xưa Sơn luộc cũng luộc vài lần thì Sơn bóc hết vỏ luộc xong, mẹ Sơn nói là để cả vỏ mà luộc thì nó sẽ rất là ngọt luôn. Đây là kinh nghiệm Sơn chia sẻ cho mọi người luôn nha. Đây, bây giờ thì Sơn xin phép mời tất cả mọi người này. Đây, mời tất cả mọi người một miếng nha. Con ngô này mọi người, nó chưa già ấy, cắm nó vẫn còn rất là mềm, rất là thơm luôn. Nhưng ai mà ăn ngô mà thích ngọt ngọt một tí nữa thì mọi người có thể cho thêm một ít đường vào thì nó sẽ rất là ngọt. Còn đây là mình ngô bông ngô nướng một thôi này, mọi người xem này nó không được đẹp lắm, không được đẹp lắm, mọi người thông cảm một thôi nha. Sơn phết tự ướt lên đây rồi này, nhưng mà nó không có đều lắm. Nhưng mà chắc hẳn nó còn rất là ngon nha. Một lát nữa Sơn sẽ ăn cái ngô nướng này. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn hết cái bắp ngô luộc này đã. Bây giờ thì cùng nhau mình thưởng thức một cái bắp ngô nướng xem nó như nào nha. Mọi người xem này, Sơn nướng ở trên lửa, trên than á mọi người, cho nên là nó không bị cháy nha. Còn nếu mà ai mà nướng lửa to á thì nó sẽ cháy mọi người. Bây giờ Sơn mời tất cả mọi người nha. Đây mọi người xem này. Nó không được đẹp thôi mọi người, nhưng mà ăn thì không phải nói nữa rồi, cực kỳ ngon luôn, thơm thơm cay cay á. Tại vì cái chai tương ớt của Sơn nó hết mất rồi mọi người, cho nên là phết nó không được nhiều lắm á. Còn nếu mà còn tương ớt thì Sơn này phết thật là dày luôn nha. Ra thì trời nắng này thì ăn cái ngô nướng nó không đúng lắm. Trời cái ngô nướng khoai nướng ấy, mà ăn vào mà trời mưa trời lạnh thì rất là chuẩn bài luôn mọi người. Đây là Sơn làm, Sơn quay video cho mọi người thì Sơn mới bẻ nhiều như này nha. Còn nếu mà ngày bình thường Sơn mà đi ăn á, đi luộc ngô ăn thì Sơn sẽ luộc một vài bắp thôi, chứ không luộc nhiều như này. Hôm nay thì từng này thì lát nữa Sơn sẽ để cả bố cả mẹ ăn nữa mọi người. Rất là nhiều luôn nha, một mình thì không ăn hết được. Ăn mấy bông ngô nướng thôi, ngô nướng rất là ngon luôn. Mọi người xem video của Sơn mà thấy hay, thấy thú vị á thì ủng hộ Sơn bằng cách cho Sơn xin một like với một đăng ký kênh nha. Thời tiết ngày hôm nay thì giống như kiểu mùa hè rồi mọi người, nắng rất là to luôn, nắng từ sáng sớm luôn á. Đâu này thì nó xem đây nha. Sơn dùng cái đũa của mẹ Sơn xiên vào đây, một lát nữa Sơn sẽ tút ra để cắt cho mẹ nha, không lát mẹ chửi Sơn mất. Con nướng gì không, nó hơi khô một tí nhưng mà được là cái vị rất là ngon luôn.
nếu như mà có bơ á, mọi người phết một lớp bơ này này thì cũng thấy rất là ngon luôn. Đường có thể đỡ cháy và nó thơm. Nó ngu lại thì nó hơi khô một tí mọi người. Thôi mình để đấy đi, ăn một bắp ngô luộc nha. Đây bắp mọi người xem này. Đúng rồi. Luộc ngô kiểu này thì lúc bóc thì nó dính râu hơi nhiều một tí. Nếu mình làm vỏ trước thì mình sẽ bỏ được cái râu này đi. Nhưng mà thôi thì để như này thì chịu khó mình ngô nhặt hết cái râu này đi cũng được nha. Hồi nãy lúc làm ngô thì Sơn có nhặt được một đống rau ngô rồi mọi người. Phơi đấy mai mốt thì nấu nước uống nha. Nước rau ngô thì cũng cực kỳ tốt luôn. Đây. Đây Sơn mời tất cả mọi người nha. Cực kỳ thích ăn cái ngô non mọi người, ngô mà kiểu nó già rồi á, nó bị chạp chạp, nó không ngon á, kiểu nó không được ngon đó mọi người, ngô già thì nó không được ngọt nha. Thì tôi xin phép mời tất cả mọi người thêm một miếng nữa rồi tôi xin phép kết thúc video nha. Quay được sáng tới giờ thì cũng khá là mệt rồi mọi người. Hãy xin mời tất cả mọi người nha. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Sơn nha. Những ai mà yêu thích Sơn thì cho Sơn xin một like và một đăng ký kênh nha. Sơn cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Tạm biệt mọi người.